múa ly gồng điệu múa cho các vị thần. Không chỉ sở hữu những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, nền ẩm thực phong phú, Bali, Indonesia còn là vùng đất văn hóa với những điệu múa truyền thống vô cùng độc đáo như kẻ cắc, ba rồng và đặc biệt là điệu múa cho các vị thần, ly gồng. Người Bali tin rằng nhảy múa là cách tốt nhất để tiếp cận với các thần linh. Do đó, tổ tiên họ đã sáng tạo nhiều điệu múa để làm vui lòng các vị thần. Với những động tác thanh thoát, uyển chuyển, múa ly gồng được xem là một phần quan trọng trong những buổi cúng tế của làng. Theo tục lệ từ thời xa xưa, người thể hiện vũ điệu này là vũ công nữ. Họ hóa thân thành những nàng tiên xinh đẹp với trang phục lộng lẫy. Thông qua những động tác múa uyển chuyển, người dân Bali bày tỏ niềm tin, khát vọng và sự tôn kính các vị thần, hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.